Xin chào cả nhà, đến với chuyện nước Mỹ của Tý. Bản tin Ukraine sáng hôm nay là một bản tóm tắt ngắn gọn về kết quả của hoạt động đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraine vào tối ngày 23 tháng 5 năm 2022. Trước tiên thì chúng ta nói tới cái vùng gọi là Svelodarsk, cái vòng cung Svelodar sụp đổ và ngôi làng Mironovsky được chụp gần Svelodarsk có những trận chiến gần Vozijenka và Mironovka. Đường cao tốc Svelodarsk và Atomsk đang bị đe dọa. Lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng phá hoại con đập của TPP Oleksiy nhưng không thành công. Rõ ràng trong cái vòng cung Svelodar chúng ta thấy có một sự tiến triển tốt về phía quân đội Nga, nhưng mà lực lượng vũ trang Ukraine mình chưa hiểu là họ cố gắng phá hoại con đập này với chiến thuật gì. Nhưng mà phá hoại con đập thì nước tràn ra thì cũng hại, rất là hại dân. Thì cái con đập này nó mang tính ý nghĩa về sản xuất về điện, nhưng mà nếu mà vòng cung Svelodar đổ xuống và cái lực lượng vũ trang Ukraine mà phá hoại con đập này thì chính tự họ cũng tự kết liễu cuộc đời của họ. Nên là mình hy vọng là họ phá hoại thành công để chúng ta còn có những cái chứng tích chiến tranh nữa. Chúng ta chuyển sang cái vùng tên là Soledar. Soledar sau khi chiếm được Vladimirovka, lực lượng vũ trang Liên bang Nga bắt đầu pháo kích vào đường cao tốc Atomov và Lysychansk. Do đó, đường dây liên lạc chính của nhóm Severodonetsk của lực lượng vũ trang Ukraine đang bị đe dọa trực tiếp, và giao tranh cũng đang tiếp tục ở khu vực Novaya Kamenka. Thì lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu pháo kích vào đường cao tốc này thì chúng ta có những clip ở trên kênh Cốm TV, các bạn có thể qua xem. Nhưng mà cái việc mà Liên bang Nga pháo kích vào đường cao tốc này lộ rõ cái kế hoạch của Nga là muốn cắt đường dây liên lạc chính của lực lượng vũ trang Ukraine ở cái vùng Severodonetsk để cô lập lực lượng vũ trang Ukraine ở khu này và chờ cho khu này bị dừng tiếp tế rồi chuyển sang cái thế đầu hàng. Thì những tin tức như thế này chúng ta thấy là khi lực lượng vũ trang Ukraine đang bị thế cô lập thì dĩ nhiên là họ sẽ đầu hàng, giống như cái thảm cảnh ở Mariupol. Thì đang chờ hơn 2.400 lính đang chờ ngày xét xử ở Mariupol. Thì quân đội Ukraine ở Severodonetsk cũng đang bị đe dọa trực tiếp. Ở khu vực Novaya Kamenka, giao tranh cũng đang tiếp tục. Thì thực ra mà nói giao tranh thì hiện tại thì quân đội Ukraine bắn cho tới viên đạn cuối cùng rồi đầu hàng. Cái vùng này thì nó đang diễn biến như vậy. Chúng ta chuyển sang cái vùng Atomovsk. Chiến sự vẫn tiếp tục tại Pilipchatino, tên lửa đang được bắn vào thành phố. Quân đội Ukraine đang tập trung quân ở vùng ngoại ô phía tây Atomovsk. Cũng như những cái trận chiến khác ở trên cái lãnh thổ của Ukraine, thì hầu như là quân đội Ukraine núp ở trong những cái hào mà ở cái vùng ngoại ô, và thường là bị biệt kích của Nga coi như là tiếp cận và tiêu diệt nhờ sự chỉ điểm của những cái máy bay không người lái độ chính xác cao. Thì rõ ràng là ở cái vùng Atomops này là coi như là quân đội Ukraine đang bị động, vào thế bị động. Ở cái vùng Zolote, chúng ta sang cái vùng kế tiếp là vùng Zolote, quân đội đột phá khu vực kiên cố và tiến đến ngoại ô Zolote. Thì ở đây thì quân đội của Nga đang mạnh mẽ đột phá ha, coi như là đánh sập nhiều cái cứ điểm ở khu vực này. Một cuộc làm sạch Kamishevaki cũng đã được tiến hành. Khi mà nói về làm sạch đó, thì rõ ràng là người Nga họ làm sạch, ngoài cái việc mà đánh tan quân đội vũ trang Ukraine thì họ còn dọn dẹp xác và họ chuẩn bị tái thiết cho cuộc sống ở đây của người dân. Ngoài ra còn có các trận chiến trong khu vực như Viktorovka và Vrubovka. Có những báo cáo chưa được xác nhận về việc chiếm đóng Toskoka của quân đội Ukraine, nhưng pháo đài Gorsko Golden đã không tồn tại được lâu.
Ở đây tiếng nói pháo đài có nghĩa là cái khu vực mà phòng thủ của Ukraine đã bị đánh sập ở khu vực Zolote này. Thì rõ ràng là khi mà tí có cái bản tóm tắt ở trên chiến trường á, thì ở những cái khu vực ngay cái chỗ khu vực vòng cung mà người ta chụp hình ở trong cái hình đầu tiên á, thì mọi người cũng thấy là quân đội Nga đánh không có dùng cái biện pháp đánh nhanh thắng nhanh nha, mặc dù vũ khí của họ hiện đại và tính chính xác cao, nhưng mà họ tiến từng bước thì mọi người cũng thấy là lộ rõ là quan điểm của người Nga là không có tiêu diệt nhân mạng một cách vô tội vạ mà họ thông báo trước khi họ tấn công, lúc nào cũng vậy. Cho nên có vẻ như là cái cuộc phi quân sự hóa ở Ukraine này đang kéo rất là dài, bởi vì mỗi ngày tiến có một chút rồi mọi người. Vùng Severodonetsk này á, thì mọi người nghe cái tên mấy hôm nay, cái vùng Severodonetsk này rất là đẹp ha, nhưng mà cái cuộc tấn công vào thành phố vẫn tiếp tục, chiến sự đã chuyển sang cái khu vực thành thị. Thì thường á, những cuộc chiến của Nga mà chuyển sang thành thị rất là nguy hiểm cho dân, thì người Nga cũng đã cho sơ tán rất là nhiều từ bắt đầu cuộc chiến rồi. Cho nên là khu vực thành thị mà chiến tranh đô thị thì mọi người cũng biết là sau khi bất cứ thành phố nào mà được giải phóng thì nhìn nó cũng hoang tàn. Nhưng mà hoang tàn thì cũng không có đổ nát nha. Bởi vì nếu mà quân đội Mỹ mà tấn công đó, thì chắc chắn là sẽ hoang tàn đổ nát luôn. Còn chúng ta thấy cũng có rất nhiều thành phố và khu vực của Nga. Có một số clip mà tí up lên đó, thì mọi người thấy là tuy nó coi như là vũ khí chính xác mà, cho nên nó tiêu diệt cái mục tiêu của các cứ điểm và các cái ổ kháng cự của người Ukraine. Nhưng mà xét về mặt hình thức á, thì nhiều thành phố vẫn còn trụ vững ha. Thì không biết là sau này người Nga họ giúp đỡ người Ukraine tái thiết cơ sở hạ tầng thì như thế nào, nhưng mà trước mắt thì có rất là nhiều tòa nhà vẫn còn được giữ lại, chứ không có tấn công ồ ạt như cách mà quân đội Mỹ tấn công vào những cái nơi mục tiêu mà họ cho là kẻ thù á, là quân đội Mỹ họ quét sạch luôn chứ không chừa lại bất kỳ cái khu vực cơ sở hạ tầng nào hết. Mặt khác, ngày càng có nhiều lời phàn nàn từ quân đội rằng họ không được cung cấp, cũng như bàn tán xôn xao về việc Zelensky không cho phép Zaluzhny rút quân khỏi kế hoạch hành quân. Wow, khi mà đọc tới đây thì mình thấy là có vẻ như Zelensky muốn quân đội của mình tử thủ tại khu vực này, tại khu vực Severodonetsk. Thì mình không hiểu là họ giành Severodonetsk để có mục đích của Nga thì vẫn là phi quân sự hóa, tức là không phải là chiếm đóng Severodonetsk mà tạo cho cái khu vực Severodonetsk là vùng không có quân sự, không có quân đội ha. Rõ ràng là cái mục tiêu của Nga rất là rõ ràng cho đến giờ phút này. Chúng ta chuyển sang cái vùng Krasny Liman. Thì mấy hôm nay thì cuộc chiến ở cái vùng Liman này nó rất là sôi nổi luôn mọi người. Tức là pháo kích rồi đạn pháo mà buổi tối chùm 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 mà sáng luôn cả một vùng luôn. Cuộc tấn công vào thành phố vẫn tiếp tục. Quân đội Nga tiến vào từ phía Bắc và bắt đầu chiếm các lô cốt trong thành phố. Pháo binh và hàng không Nga hoạt động rất tích cực từ sáng đến tối. Địch rút về quân lính, tức là lính Ukraine được rút về phía nam thành phố, do cái bản tin này của từ Bộ Quốc phòng á, cho nên họ dùng chữ địch. Phía nam thành phố một số lượng lớn các tù nhân được báo cáo. Thì ở thành phố Lima này có nhiều tiến triển ha, bởi vì đánh cấp tập cho nên là nó cũng xảy ra cái hiện tượng giống như ở cái vùng cảng biển Azovstal á, là lính tù nhân của Ukraine đã được bắt, nhưng mà chưa có cái con số cụ thể cái vùng Krasny Liman này. Nhưng mà rõ ràng là cái vùng này quân đội Nga đang chiếm ưu thế rất là lớn, bởi vì họ phát huy được cái pháo binh và hàng không ha, mà đánh từ sáng đến tối luôn. Đánh từ sáng đến tối là coi như là rất là kiên trì bền bỉ nha mọi người. Tại vì điều khiển pháo là mình phải bịt tai nghe nè, rồi mình phải bấm nút liên tục, mỏi tai luôn, bấm mỏi tai luôn. Cái pháo mà coi như là 40 viên một lần á. Rồi, chúng ta đi qua cái khu vực mà rất là quen thuộc, đó là Izum. Thì khu vực này giao tranh tiếp tục ở khu vực Bolshaya, Kamishevaka và Kurunka và Doganki. Nói chung là khoảng đầu tuần tí sẽ cập nhật cái chiến trường một lần, bởi vì những cái chiến trường này á, là mỗi ngày nó chỉ nhích lên một ít thôi, cho nên là đó là lý do tại sao tí không có cập nhật cái hình ảnh chiến trường thường xuyên, bởi vì người Nga họ vừa đánh vừa dọn mà vừa chuẩn bị tái thiết, nên là
mình cũng chưa hiểu là quân đội Nga họ họ đến khi nào họ mới chấm dứt chiến tranh, nhưng mà rõ ràng là họ lộ rõ ra cái kế hoạch phi quân sự hóa ngày càng rõ luôn, bởi vì những hình ảnh họ đưa thì tí thấy là họ không có chiếm đóng mà là họ muốn phi quân sự hóa. À, tí nhắc lại lần nữa. Rồi, chúng ta chuyển sang cái vùng Kharkov, thì các trận đánh nó cường độ trung bình tiếp tục diễn ra khu vực Lipsi, Chernovoye, Rubichnoye sau khi quân đội Ukraine chuyển một phần lực lượng của mình từ gần Kharkov đến Izum. À, tức là họ chuyển qua Izum để họ muốn giữ vị trí đó, còn Kharkov ở đây, mặt trận ở đây ổn định và tiến triển mang tính chất chiến thuật nhiều hơn. Thì có lẽ là cái vùng Kharkov này là xác định là quân đội Nga đã chiếm giữ một phần lớn rồi, cho nên là quân đội Nga hiện tại chưa biết là họ đang có dự định gì, nhưng mà rõ ràng là các trận đánh ở Lipsi, Chernovoye và Rubichnoye cho thấy là họ vẫn chưa có tăng cường các mục tiêu chiến sự ở đây. Họ vẫn đang mang tính chất giằng co, và nói chung là mặt trận, mà khi mà nói mặt trận ổn định là không có ai tiến lên hết. À, ai cũng giữ cái phần lằn ranh của mình. À, chúng ta chuyển sang cái thành phố, cái khu vực kế tiếp, đó là khu vực Adiivka. Giao tranh gần đường cao tốc Adiivka Konstantinovka. À, mấy cái tên tiếng Ukraine khó đọc hơn mọi người. Có một cuộc thăm dò các tuyến phòng thủ của đối phương ở ngoại ô Adiivka trong khu vực Krasnogorovka. Sau khi chiếm Novoselovka, quân đội Nga tiếp tục chiến đấu ở ngoại ô New York. Hồi đầu mình nghe cái vùng New York này mình cứ nói ủa sao mà ở bên Ukraine cũng đặt tên New York, là mình có không biết có lộn không. Nhưng mà rốt cuộc là cái vùng New York này cũng đang giằng co ha. Thì khu vực này thì nó cũng không có gì tiến triển so với tuần trước, nhưng mà cái cách mà người Nga họ đánh ở cái khu vực giao tranh gần đường cao tốc này cũng muốn cô lập cái vùng Adiivka với lại cái vùng Konstantinovka để cho quân đội Ukraine đầu hàng. Nên là hiện tại khu vực này Nga vẫn tiếp tục chiến đấu và giằng co với quân đội Ukraine. À, chúng ta chuyển sang cái vùng kế tiếp là cái vùng rất là quen thuộc mà chúng ta nghe nhiều trên nhiều bản tin, đó là Zaporozhye. Trên cái tuyến Kamenskoye, Orekhovo, Guyabole, Velikaya, Novoselovka không có sự thay đổi ha. Những cái tuyến này thì quân đội Nga cũng đã chiếm đóng nhiều cái cứ điểm quan trọng rồi, và cũng chuẩn bị cái kế hoạch dọn dọn dẹp sạch. Kẻ thù hy vọng, tức là quân đội Ukraine hy vọng hướng này sẽ sớm được kích hoạt trở lại. À, chắc có lẽ là sau khi mà được tiếp tế quân coi như là vũ khí và thực phẩm, thì khu vực này quân đội Ukraine muốn coi như là quýnh lộn trở lại. Các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công vào Zaporozhye hoặc trong khu vực Gallipoli. Thì hiện tại thì quân đội Nga cũng đang không biết là tăng cường quân đội, thì mình thấy là có nhiều cái đoàn xe mà đi về phía Zaporozhye để chi viện. Thì chắc là trong vòng năm trong vòng tuần này tuần tới là chiến trường Zaporozhye sẽ ngã ngũ, là Nga sẽ giải phóng Zaporozhye, tức là phi quân sự hóa cái vùng Zaporozhye này. Vậy thì chiến dịch đặc biệt cho tới ngày hôm nay là cái sự việc phi quân sự hóa nó vẫn đang được đề cao, thì hy vọng là chúng ta sẽ có cái bản tin kế tiếp mà để cập nhật cái tình hình. Các thành phố Mariinka, Nikolaev và Odessa thì không đổi ha. Chúng ta sẽ thấy là không có chữ không đổi, có nghĩa là không có bên nào tiến lên hết, và bên nào cũng cố thủ cái bên phía mà chúng ta thấy là Nga thì là giải phóng mà còn Ukraine thì là chiếm lại. Thì hiện tại là vẫn đang ở cái thế giằng co, theo mình là không đổi là như vậy. Rồi thì theo cái bản tóm tắt của ngày tối 23 tháng 5 thì chúng ta thấy là hiện tại quân đội Nga cũng đã chiếm giữ được nhiều cái thành phố và khu vực quan trọng để mà phi quân sự hóa toàn bộ cái vùng đang giao tranh, để mục tiêu của họ là xây dựng và tái thiết lại đất nước Ukraine, không có quân đội và quân sự ở cái vùng mà cái thành phố mà có người Nga hoặc thân Nga đang sinh sống. Và mình chưa biết là trong cái bộ chính trị của Nga họ đang có cái giải pháp gì cho cái vùng này chưa, nhưng mà hiện tại thì quân đội Nga đang thực hiện cái ý đồ là phi quân sự hóa, thì tí rất là hoan nghênh cái mục tiêu của người Nga. Rồi, cảm ơn các quý vị khán giả đã theo dõi cái bản tóm tắt ngày hôm nay.
À, mọi người xin đăng ký và like và bình luận trên kênh của Tý nha. Tạm biệt mọi người, bye.